Rồi ra, ra chú rể ơi. Ừ. Ừ. Đi ra, để ra. Rồi. Chào anh em. Ơi, mới mới có đầu mới. Có đầu mới. Con khoan để vô. Rồi, nó đi lại đi. Ăn đi lại, ăn đi lại, ăn đi lại. Rồi được rồi chú rể ơi. Vô chú rể ơi. Hôm nay dữ lắm à. Thầy dữ lắm à. Nay hẹn mấy người quen biết. Vô vô. Em cắt cái nón đây đi, cắt nón đi. Nón luôn, nón luôn, nón luôn. Nón luôn, luôn hả? Nón luôn cũng được. Ở kìa. Hai cả đây. Chào chú bác gì đó với chị cô gì đó chạy bữa nay bữa nay tên vết mới chắc luôn cái bàn giữ dằn nữa kéo cái ghế ra đi tí sao cô ba thấy sao được không 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 tao thì được rồi mà không biết em dâu đâu là sao chú ba ngồi sát vô rồi cho gì con chú ba ngồi sát vô gì con vô cười quậy của bà vậy bà tao mừng á thì lúc nào tao cũng phải cười gửi thằng nào không với em chứ vậy trước chưa hả ngày mưa đó mưa là ngày vui nữa nghe con mưa để mà vui đó đâu vậy nói là lỡ nghe chăng lại chú chạm điện đó cô ba cô ba nghe alo đó là em vô tiếu mày vô đó rồi mày vô trong cái kênh mà coi đừng hỏi nhiều để cô ba nói chuyện để cô ba sao uống để tỷ uống của Quang đâu có mắc uống lần nào mắc đi ra rồi đó vưng lần uống chứ phải không ủa em gái tao đâu có tiêu vậy là kêu mình giữ nhỏ ăn con gì mất tiêu vậy ăn từ từ mới biết chứ mới tới rồi chào hỏi cô bác không thẳng mới biết chứ hỏi thăm gì đi cô bác hả đây là cô ba là chị ba của Hiếu Út á vậy kêu một cô ba chị ba kêu chị ba chị ba hả sửa lại không biết nay không biết cũng tội nghiệp mới gặp mà bây giờ khổ đợi mở Út đó bây giờ cũng phải đợi mà như thế mình nói chuyện trước đi nói chuyện tay vô ký trước đi mà bây giờ gì cũng được chứ vừa cà phê không thắng chứ sao nếu nói vậy cho nói chuyện tại vô ký gì con không cà phê là kêu cái quan trọng là cái chuyện là chuyện hôn nhân rồi là quan trọng chứ đâu được. Phải là chuyện tại vô ký được đâu phải không đá đường cũng được cái gì cũng được mà chơi vui thôi. Ừ. Phải không quan sao mày cầm chi mỗi tay ngồi con hôm nay anh đi mà hát xong đẹp hoàng hoàng lịch sự hoàng á nhận không ra luôn á. Cháu có phải cái dừa nhìn, nhìn thấy hơi đẹp trai luôn. Nha hơi. Dép đẹp rồi ha. Thấy hơi lạ anh chút ha. Hơi lạ anh chút. Cậu có cậu Khanh cái nhà quê của cậu ở đâu? Ở xã Phong Hòa. Phong Hòa là lâu dung đi qua. Thái An đi phà Bắc Dòng Cống đi qua nó gần. Bắc Dòng Cống em đi xuống. Đi qua sông Cái tới rồi. Ừ, thầy đi quẹo xuống. Sát mấy sông Cái luôn. Vậy là em đi qua Bắc Dòng Cống rồi bắt đầu em đi quẹo xuống Bắc Dòng Cống đi qua đây thì thường thường đi đường ông môn đi lên đi ra thấy ngang thấy lai nó lên cờ đỏ đi con ở em ở cờ đỏ quê em kìa
bên xã Phong Hòa, nhưng mà ở Cờ Đỏ mấy chục năm rồi, ở đó đi bằng gãy rồi đó. Chứ không phải là em ở bên xứ bên Quỳnh hả? Xứ bển, xứ Phong Hòa đó. Rồi bển thất nghiệp. Thất nghiệp em về chồng. Về chồng ruộng gì sang hết trơn, lấy gì mà ăn. Ruộng vườn sang hết trơn, đâu còn công nào đâu. Như ở đậu người ta không. Chị ba nghe. Chạy dài xuống đường dài, chạy xuống cầu sắt đi, mình thấy xe du lịch trước cửa quán nè, ngang cái gì kêu bằng cái gì bển nè, trạm điện á, ngang chân nó trạm điện, chạy xuống bánh đò trung kiên, chạy xuống chút là có xe du lịch cho trạm điện bển á. Qua phà chưa? Mở qua phà chưa? Ê chạy đây nè, chạy xuống cái có chiếc xe du lịch ngang chỗ đồ điện nè, ngang có cái đồ điện nè, để họ gặp cái mút còn kêu cái mút đưa bả lên trên này. Anh ba mày ra đón nè, ngoài lộ nè, ông ra đón đi. Lâu lâu cực chút đi. Chuyện nhỏ mà. Chuyện này chuyện nào, chuyện bự, cái chuyện này là chuyện bự chứ đâu phải chuyện nhỏ, em trai của nhà chị ba. Thấy không? Ra đường. Hồi là tiếp bút ngồi bên đó đó, đó. Chị ba đã nghe. Tới nha. Cô ba nghe. Tới rồi. Hả? Rồi. Rồi cô bảo biết rồi. Rồi cô bảo biết. Đúng rồi. Hôm nay là về mình nghỉ nặng đó, về ăn lấy đồ. Mà điện hoài vậy á. Về sai một đồ. Cô bảo biết rồi, đường quay nè, trực tiếp rồi. Con điện, của ba điện, cái ai điện? Có, nãy con điện cho Phúc, nói là người ta có điện hoài nữa. Rồi vô đó kìa. Ngồi ghế đi. Bữa nay không thay đồ mới, chạy. Muốn cháy máy rồi, về đúng không? Muốn kịp đi lái gì đó. Không có gian luôn. Đấy, cái đó đi. Chạy với bà biết. Ra rồi, mày có coi trực tiếp không? Đưa cái chắc. Vô đi. Khánh thằng mới tới nha anh em. Cô cậu gì đi. Cậu em chú em đó. Ngồi đi Khánh. Dạ. Tay ra rồi. Đây đây có gì? Mẹ thương yêu từ từ tới ra. Điện hoài cháy mấy rồi mà. Không chứ ai. Thôi anh từ từ hết cậu ha. Từ đi. Trời ơi, cái chuyện hôn nhân, cái chuyện hôn lễ lúc nào cô vô cô dễ cô dâu đó là phải cái đi động phòng á. Dạ. Là quan trọng nhất. Thấy không? Mình đâu có phải là mình gặp đâu mình hút đó là trên xã hội cô gái vậy. Tao cự nữa. Đúng rồi. Hồi xưa chị với anh ba nè cũng vậy, cái lắm hôn nhân á. Ông ơi, ổng có khiều là tao ơi không có được. Tới ngày rồi rước dâu ông ơi. Đêm động phòng á mới ngon. Chứ bây giờ ông Kiều tôi cũng không ngon đâu, phải không mãi? Gặp tao cô ba mày, cô ba tiếng cho mà chú mày nghe. Đúng rồi, cô ba nói đúng rồi. Vợ chồng cái đâu phải ngại bữa đâu, phải không? Dạ. Rồi sao vô vấn đề đi? Cái gì vô vấn đề? Thì... Nè sao, có được không? Trời không, từ từ đi. Cô ba mày uống miếng dừa rồi bây giờ nói chuyện mới vô. Cái thằng này. Cái này của con cái gì? Ê cái này của ai hả con? Của cô ba đó. Uống nhiều tí mốt. Hả? Kêu nước uống đi. Sợ cô ba nóng, trời ơi, cô ba mày lúc nào mà nóng đâu. Cô ba mày lúc nào uống nước dừa chứ. Hôm nay thường bữa hàng qua nay đó. Hả? Ai với đầu mặt rồi. Ai ở là lá trái dừa, lá dừa chứ không có gì. Để lụm. Để đạp, tới đạp nước dừa. Đó mình lụm cái chỉ đi nè, để đạp. Lụm cái chỉ đi, lỡ rồi. Nó bén lắm bén. Mình có chip rồi nhưng mà mình lụm cái chỉ chút đi. Đi tới luôn đây anh em. Đi tới luôn đi hàng gầm. Để chỗ nào có chỗ dừng qua. Cái đâu rồi? Đặng mình biết. Cái hôn nhân là cái quan trọng. Nha. Thì là cậu Khanh đó là chị ba biết rồi. Chị ba vừa nãy giờ rồi, chị ba gặp em là chị ba đã ý rồi. Này trên đồng mạng này thực tế người nào cô kêu cô mà chị ba cũng hiểu hết trơn.
tại vì con cháu không hà không người nào dưng dưng á. Đồng mạng là năm nay cũng là cái năm rồi chứ đâu phải là mới đây đâu. Vậy là cũng quen. Ừ, cũng quen. À, dì ba ừ. Là à, quen dì ba là người lớn, quen lớn á. Ừ. Cái chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng nha. Cái thực tế ra bây giờ là chị ba kiếm cái người ông mai cho chị ba, cái tao nói chuyện ông mai cho đã miệng tao một chút coi trời. Người ăn cái đầu vịt. Ê, cái người ăn cái đầu vịt. Cái người ăn cái đầu có hai con vịt là tao đi hai con vịt mà tao nói trước mà cho lên đồng mạng tao nói rồi tao tuyên bố hai con vịt. Không? Ừ, hai con vịt. Vịt gì? Vịt gà trắng nha, mà tao mua vịt là phải vịt mà phải ăn có mang khen mới ăn được. Chứ không có mua vịt con. Ừ, quan trọng mà. Hả? Thì bây giờ đồ vịt đũa lòng. Mà như thế ông mai ăn cái đầu vịt, bà bên đàn gái phải ăn cái đầu vịt. Tao không găng tao cũng phải cạp. Nói thiệt, ông mai phải ra nói chuyện với cô bà. Hồi xưa ông Dượng ba mà ông cưới vợ cưới tao á, cũng phải là có ông mai qua nói chuyện má của cô ba. Dạ. Chứ không có đợi tí, thằng chú rể tự nhiên xách đến đi qua. Tại sao tôi cưới vợ tôi đâu có được. Cậu ở đâu mà cũng cưới vợ, cưới con gái tôi. Đó, phải có ông mai nhỏ, ông mai lên tiếng thì tao ok, nhỏ bự thì tao không trách, mà có ông mai là ok rồi đó. Nói chung đi, có ông mai là tao ok. Người ăn cái đầu vịt, người cái ăn cái đầu vịt, có hai con vịt người ăn cái đầu. Thì bây giờ ông mai tao không biết bất cứ đứa nào, hay là ở đây là con cháu không à, chứ không có người lớn, có mình lên cô ba người lớn thôi, thì tao không có trách nhất là con nít hay là lớn nhỏ gì tất cả. Là bây giờ nhỏ tao cũng nói chuyện theo nhỏ, mà lớn thì tao nói chuyện theo lớn. Nó ông mai cái quan trọng nghe mấy con. Dạ. Mà bây giờ như cậu Khanh tự nhiên á, cậu Khanh á, ở đâu mà cậu Khanh biết cậu mở Út á. Cậu phải có người ông mai, cậu bị biết mở Út. Dạ. Đó, phải không? Dạ phải. Chứ không có ông mai mà làm sao mà cậu Khanh ở Cà Đỏ mà cậu Khanh biết mở Út. Phải không? Phải rồi. Đó, bây giờ là chị ba em muốn mở Út thì em phải chỉ ông mai cho chị ba biết, rồi chị ba nói chuyện ông mai. Rồi cái chuyện của tôi bay rồi tao hỏi nó xem sao. Tao nói chuyện ông mai bắt đầu tao nói tới chuyện hai đứa bay. Thì tao nghĩ hai đứa bay là em gái. Đứa dạ. Gì em gái tại ông không, em không gái. Bây giờ là đứa này em gái rồi, tao nghĩ là em gái rồi. Dạ. Thì đã chỉ Khanh bây giờ cho chị ba muốn gả cho em thì chị kiếm cái niếm cái người ông mai. Nó nói chuyện với chị ba. Nó. Dạ. Rồi bây giờ là chị ba là chị chồng hả? Chị dạ. Gả. Chị không phải là chị gả. Mà chị thực tế chị nói hô là làm cái giấy cái vụ này á. Thì chị ba là người ở trong cái dân tộc, ở trong tộc thôi. Nó chị ba cũng không có đứng giả. Mà thực tế ông mai đâu mà nói chuyện với chị ba. Bây giờ mày hẹn tao rồi chị ba nói chuyện. Rồi coi em câu vợ rồi ông mai có ông nào chỉ em đâu mà em nói chuyện chị. Chị nói gì cũng tội nghiệp. Em biết ông mai là ông nào đâu. Anh thợ không có, cũng như không rồi. Bữa nay không phải đi con mát. Bữa nay là ra không. Bà chơi gặp bữa nay là gặp cô ba đâu. Cái này là tụi con quay chú mày. Rồi tụi con thấy có thí mốt Đồng Thanh. Tưởng có ông mai thì cô ba nói chuyện theo ông mai, còn không có ông mai thì cô ba nói chuyện theo không có ông mai. Thì cô ba mày lúc nào cô ba mày cũng thấy chú Khanh vậy, là cô ba mày cũng tình thương mới thương này, thấy ok. Mà thực tế là cô ba tưởng có ông mai thì chị ba nói chuyện có ông mai, còn không có ông mai nói chuyện theo nữa ông mai. Và cô ba nói vậy. Thì cô ba nói á, thì cậu Khanh á, thì đồng thân. Dạ. Mà một á, thì cũng đồng thân. Dạ. Mà như thế á, cô ba đứng ở trong đại diện trong đàn gái thì lúc nào cô ba cũng phải kiếm người lớn trẻ nhỏ nói chuyện, tại vì cô ba là chị chồng người lớn rồi. Dạ. Nó phải kiếm cái người lớn nói chuyện, người nào đứng ra đại diện đàn trai, người nào đứng đại diện đàn trai cứ việc nói, rồi bắt đầu tao nói chuyện ông đại diện đàn trai, tao cho đàn trai lên cái hẹn ngày luôn. Mấy kênh tụi con mẹ thì không biết người nào, người nào có đại diện đàn trai là cô ba chịu. Hôm nay á là để chú Phanh biết hai bên biết mặt thôi, còn mà mai mốt và chừng nào mà qua là bên nhà chú Phanh là anh chị chú Phanh qua hỏi chứ không phải là chị không. Cô ba nói con nghe, không phải là cô ba nói yêu cầu cái người bằng mai, cái người bằng mai là một lẻ. Cậu Khanh nói chuyện bữa nay là dòm bữa nay phải không? Dòm hai đứa đang dòm với nhau phải không? Là ok. Hôm nay là chú Phanh đó là đại diện, là tất cả con đại diện của chú Phanh nè. Con đưa đàn trai đó. Đại diện đàn trai, cô ba biết đàn chị bên tụi mấy đứa cháu là đại diện đàn trai. Dạ. Mà thực tế cô ba đại diện đàn gái. Mà như thể cô ba nói em Khanh nghe gì? Là thực tế em cũng hiểu là mốt nó rồi. Đi về chơi bữa nay là bữa ăn đầu tiên là ăn phở bò.
cao ok là chị ba được trực tiếp, cô ba không thấy coi ca rồi cô ba ok vỗ tay mừng. Em dâu có quen cái người ăn chung mà cũng thấy là chị ba cũng ok, mà thực tế em á, em cũng quen một nó cũng bữa nay là ăn chung cũng là 2-3 lần rồi. Dạ ok rồi phải không? Okay. Còn bữa nay gặp chị chồng của nó phải không? Dạ thì chị chồng nó cũng thấy em ok, mà thực tế ra em á phải kêu kẻ lớn người nhỏ nói chuyện chị ba. Chị ba là người lớn đâu phải đâu nhỏ đâu nói chuyện mấy con em, nói chuyện em là cũng như là tao là thuộc vậy. Phải nãy tao vẫn nghĩ ra qua thiện ý luôn. Ê mà ngoại cái giường ố rồi cậu ông út của mình là ông nào đó ngoại rồi cái tí nghĩ nó hỏi tao tao chỉ ai con ý là cho ngoại tao đó nó hỏi vô à bà ngoại ngoại rồi giường ông út của mình ông nào đó ngoại rồi mày nói chuyện sao đó phải không cô ba chị ba nói gì phải không? Phải đi đi hồi xưa tao cũng gả mấy đứa con hồi xưa đi thì phải cũng có mặt kẻ lớn người nhỏ nói chuyện đâu phải là cái chợ mà mình muốn đi coi cô mắt cô dâu là bắt đầu cái mình đi chợ cái bắt đầu qua cái thấy cô dâu không phải đi con mắt ừ. Hợp là uống cà phê vui vẻ chơi thôi đi con mắt đó là bên đó mình kêu quá ờ đúng rồi vậy là cái kiểu này kiểu mình ok uống cà phê ờ vậy là cho biết mặt cô ba phải không? À vậy là cô ba không yêu cầu vậy là cô ba nghĩ yêu cầu con rồi tụi bay rồi cô ba không nghe hồi nãy con nói là hôm nay là chỉ qua